Nhã Phương khoe khoảnh khắc trường giang tất bật chăm con, lộ mặt ảnh con thứ hai. Đây là lần hiếm hoi Nhã Phương cho con trai cưng lên sóng sau hơn 3 tháng sinh nở. Từng là cặp bố mẹ bỉm có quy tắc giữ kín hình ảnh về các con, nhưng thời gian gần đây Nhã Phương và Trường Giang đều phá lệ khi thường xuyên đăng tải những khoảnh khắc đáng yêu của gia đình. So với chị cả Destiny, thì nhóc tỷ thứ hai của Nhã Phương ít được lộ diện trên mạng xã hội hơn. Cho đến mới đây, nữ diễn viên gây sốt khi hé lộ khoảnh khắc Trường Giang ăn diện giản dị để tất bật chăm sóc con trai. Có thể thấy năm danh hài mười khó đã tự cắt tóc cho bé Hop trong khi Nhã Phương vắng nhà. Trước đây Trường Giang cũng là người thường xuyên cắt và tạo kiểu tóc mới cho con gái, đặc biệt qua ảnh trích xuất từ camera do Nhã Phương chia sẻ, có thể thấy cận dung mạo đáng yêu, bụ bẩm của quý tử nhà Trường Giang. Nhiều người dành lời khen vì bé sở hữu làn da trắng, mũi cao và má bánh bao. Hiện tại Nhã Phương chỉ tiết lộ con trai có tên thân mật là Hop chứ chưa chia sẻ tên thật của bé. Đừng quên đăng ký theo dõi kênh Sài Gòn TV Entertainment để cập nhật những tin tức đáng chú ý nhé. Gửi ngay tin nóng cho Sài Gòn TV qua hotline 0909 660 550 để có cơ hội gia tăng thu nhập nha.